Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 7 có những nội dung chính. 7 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 7, lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã bắt đầu diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng với cả nước, mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã bày tỏ niềm tiếc thương, kính yêu vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của lòng dân. Đối với tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là người truyền lửa, là nguồn cảm hứng mãnh liệt về nhân cách sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, hàng triệu con tim Việt Nam đều hướng về thủ đô Hà Nội, nơi mà Tổng Bí thư vô vàn kính yêu của dân tộc vừa mới ra đi về với thế giới người hiền. Hôm nay, cả dân tộc Việt Nam nghẹn ngào khi tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức quốc tang, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn đã tận hiến cả đời mình cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và bạn bè quốc tế. Cùng với cả nước, trong giờ phút này, mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã bày tỏ niềm tiếc thương, kính yêu vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của lòng dân. Trong sáng nay, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ xem truyền hình trực tiếp lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương. Bùi ngùi, xúc động và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn là tâm trạng chung của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước vì dân và là tấm gương tiêu biểu mẫu mực để toàn đảng, toàn quân và toàn dân noi theo. Hôm nay, thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng vũ trang thành phố Pleiku cũng xin hứa là luôn luôn nêu cao phẩm chất cách mạng, bộ đội Cụ Hồ, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, công an tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an dân phải xác định rõ hơn nữa, nhận thức đầy đủ hơn nữa, đúng đắn hơn về danh dự, vững vàng đối mặt với những khó khăn, những cám dỗ, những âm mưu và thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm để chúng ta biết trân trọng, giữ gìn và phát huy hơn nữa phẩm chất cao quý của người công an nhân dân anh hùng. Là người vinh dự được nhiều lần gặp mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những dịp ra thủ đô Hà Nội dự các hội nghị của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai dành rất nhiều tình cảm và ấn tượng đẹp đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo cảm nhận của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh, không chỉ riêng đối với những người làm khoa học mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đến mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là tình cảm dành cho bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đi cơ sở thì bác thường đến thăm những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chỉ đạo các cấp cũng như là để động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết phát huy nội lực để cùng phát triển. Ở tỉnh ta thì có cái công trình thủy lợi Pleikeo là một trong những cái quà tặng hiệu quả mà đồng chí đã tặng cho nhân dân xã Ayun của huyện Chư Sê. Cùng chung cảm xúc của hàng triệu người dân Việt, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku cảm thấy hụt hẫng, mất mát, tiếc thương người Tổng Bí thư liêm khiết, giản dị và gần gũi với nhân dân. Bản thân tôi cũng như người dân Việt Nam là nguyện biến cái sự đau thương thành cái hành động, là người nông dân thời đại mới sẽ luôn thực hiện tốt những các cái chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đem cái bàn tay và khối óc của mình làm giàu cho gia đình, làm giàu cho quê hương Gia Lai. Trong ngày quốc tang, các già làng ở Gia Lai cũng không giấu nổi sự xúc động và lòng biết ơn trước tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với bà con.
đồng bào Tây Nguyên. Xúc động lắm, nhớ bác lắm. Tây Nguyên nhớ bác dạy đoàn kết xây dựng hạnh phúc ấm no. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cả dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế Nam Châu. Cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nguyện biến mất mát đau thương này thành sức mạnh, cùng đoàn kết một lòng, góp sức xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước như tâm nguyện của Tổng Bí thư. Thưa quý vị và các bạn, đối với tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng, những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời có giá trị vô cùng to lớn, là lời hiệu triệu thế hệ hãy sống với lý tưởng cao đẹp, khát khao cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng Việt Nam giàu đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là người truyền lửa, là nguồn cảm hứng mãnh liệt về nhân cách sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay. Lê Văn Phúc, năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vinh dự là đại biểu trẻ tuổi nhất của đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 năm 2020. Lê Văn Phúc khắc sâu những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu tại đại hội. Bác cũng căn dặn rất các đại biểu dự đại hội rằng là hãy phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt trong các cái phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị để từ đó phát huy được những cái bài học hay, những cái kinh nghiệm tốt để lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng và xã hội. Điều đó thôi thúc tôi trong xuyên suốt những năm qua với vai trò là một cái người thủ lĩnh của cái nhóm từ thiện Fly to Sky, tôi đã kêu gọi rất nhiều bạn trẻ, hiệu triệu nhiều người trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện, dám làm, dám dấn thân để làm những điều ý nghĩa giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và truyền thông điệp về tinh thần tiên phong của tuổi trẻ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những đại biểu tham dự. Vinh dự tham gia đại hội, chị Dơ Má Hở Dịu, Bí thư đoàn xã Yạc Riêng, huyện Đức Cơ, càng nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt những lời căn dặn sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, triển khai hiệu quả hơn nữa dự án làng nghề đan lát truyền thống thanh niên. Đây là một trong 40 dự án xuất sắc tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì trong thời gian qua thì bản thân cũng đã thực hiện lời căn dặn của Bác trong việc là bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc dân tộc. Thông qua cái việc mà phát triển cái nghề đan lát cùi thì sẽ tạo động lực cho các thế hệ trẻ noi gương theo, cũng như là các bạn trẻ biết đến những giá trị bản sắc còn tồn tại của người Gia Lai. Qua đó thì các bạn có thể là phát huy, bảo tồn và gìn giữ nét đẹp đó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách lớn, trọn đời vì nước, vì dân. Sinh thời, Tổng Bí thư luôn dành tình cảm đặc biệt cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Những lời căn dặn sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền lửa và tạo nên cảm hứng sống tích cực cho thế hệ trẻ. Tôi cũng tiếp tục thực hiện cái lời căn dặn của Tổng Bí thư và cái việc đó là tham gia cùng với tổ chức đoàn xây dựng hệ thống chính trị cũng như xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để các thế hệ thanh niên tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước và tiếp tục sẽ xứng danh với những gì mà Tổng Bí thư cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam đã tin yêu và trao gửi. Đáp lại tình cảm, sự kỳ vọng, tin yêu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng cả nước, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Gia Lai ra sức phấn đấu, học tập, tiếp nối truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của cha ông, đóng góp xây dựng tỉnh nhà ngày càng phồn vinh, giàu mạnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân huyện Gia Lai khóa 13. Nhiều hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Gia Lai khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 14. Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Kỳ họp đã xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đối với đại biểu chuyển công tác ra ngoài địa bàn và không cư trú trên địa bàn huyện, miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp, nhiều nội dung đã được các đại biểu đưa ra chất vấn đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và trưởng các ngành công an, tài nguyên và môi trường của huyện liên quan đến một số vấn đề được các đại biểu và cử tri quan tâm. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku đã tổ chức dân hoa dân hương viếng liệt sĩ tại đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú và tại di tích lịch sử văn hóa nhà Lao Pleiku. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ để tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Pleiku nguyện kế tục truyền thống cha ông, đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng thành phố Pleiku ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Nhân dịp này, đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng cũng đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích lịch sử văn hóa nhà Lao Pleiku. Dịp này, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã trao tặng thành phố Pleiku 10 triệu đồng hỗ trợ kinh phí quản lý di tích lịch sử văn hóa nhà Lao Pleiku. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.